Rồi vâng, con Lê Tam Minh Tùng xin kính chào cô chú anh chị và mọi người trên đường live buổi chiều ngày hôm nay. Rồi thì hôm nay thì con lên live thì đưa lên cho cô chú một cái nội dung là ở trong miền Nam mình thì có hay không sẽ trong miền Nam mình sẽ xuất hiện một nhân vật đó là ông Lê Đình Kình thứ hai ở trong miền Nam. Thì như Minh Tùng có nói ở trong một cái live cách đây cũng lâu rồi cô chú, cách đây khoảng 6-7 tháng rồi. Thì Minh Tùng có nói là miền Nam á, miền Bắc thì có ông Lê Đình Kình, mà miền Nam thì có ông Lê Tùng Vân. Thì mình đã nói là miền Bắc là ông Kình mà miền Nam là ông Vân. Thì tại sao mình đem cái ông Lê Đình Kình này cùng với ông Lê Tùng Vân này ra so sánh chung? Thì bởi vì hai ông này đều có dính líu tới vấn đề mà phản động, tổ chức phản động, kêu gọi phản động, nhận tiền từ thiện phản động và cho nhiều người đứng ra kêu gọi phản động. Thì cả hai ông này đều cùng tuổi với nhau, đều cùng già như nhau, cùng để râu như nhau, và đặc biệt là cả hai ông này đều là trình độ trí thức hết. Thì trước khi vào cái vấn đề này thì mình sẽ cho mọi người xem lại cái ông Lê Đình Kình này là ai nha. Thì ở đây chúng ta thấy đây nè, đây là so sánh với trình độ trí thức của hai ông này. Mà bây giờ đầu tiên là so sánh về cái nhận dạng nhân thân, thì ở đây ông Lê Đình Kình này thì ông này là từng giữ chức vụ là bí thư đảng ủy xã Đồng Tâm đó, chủ tịch ủy ban nhân dân xã Đồng Tâm, trưởng công an xã Đồng Tâm, chủ nhiệm hợp tác xã nông nghiệp Đồng Tâm. Thì ông này có huy hiệu tuổi đảng là 55 tuổi đảng đó. Ông này sinh năm 1936. Thì ông Lê Tùng Vân này hình như cũng sinh năm 1930 mấy đó mà. Đó, mất ngày 9 tây tháng 1 năm 2020. Ông này ở tại thôn Hoành, xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, Hà Nội. Nơi ở là thôn Hoành, xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, Hà Nội, và nghề nghiệp là công chức nhà nước. Thì riêng thì chúng ta thấy một một người mà sinh năm 1936 thì cũng gần bằng với tuổi của ông Lê Tùng Vân hiện tại. Thì cả hai ông này trình độ đều như nhau hết. Đó, trình độ nhận thức, kiến thức đều như nhau nha. Đó, chúng ta thấy không? Hai ông na ná như nhau. Đó, một ông ở ngoài miền Bắc là Lê Đình Kình, một ông ở trong miền Nam là ông tên là Lê Tùng Vân. Một người là đại diện cho miền Bắc, miền Bắc liên quan tới vấn đề là chống đối chế độ nước Việt Nam, chống đối tới xã hội, chống đối với cơ quan chính quyền. Ở đây thì Lê Tùng Vân cũng vậy, nó đang cũng đang là phản động, đang tổ chức phản động, cũng là phản động, cũng đó cũng chống đối chế độ chính quyền. Mà cả hai ông này, một ông là miền Bắc, một ông là miền Nam, mà hai ông này đều giống như nhau, đều trình độ, đều già, đều cùng độ tuổi như nhau. Thì ông Lê Đình Kình này là trước đây là bị bắt để phục vụ điều tra gây rối trật tự công cộng. Thì ông này mới tổ chức giữ 38 người, gồm 28 cảnh sát cơ động, một phó trưởng công an huyện Mỹ Đức và một đội trưởng cảnh sát điều tra. Thì nếu ai có biết vụ ai ai xem vụ này thì sẽ biết là cái vụ mà bắt giam mấy cảnh sát cơ động với công an điều tra trong cái nhà đó thì là do ông Đình Kình này nè. Thì cái cáo buộc của ngoài ngoài Hà Nội đó là cáo buộc ông Kình là nhận huy động tiền đóng góp của một số người ở xã Đồng Tâm để đi khiếu kiện nhằm trục lợi đó, gây sức ép chính quyền trong bồi thường đất đai. Trong cái vấn đề mà cái chết của ông Lê Đình Kình đó thì cơ quan chức năng cho biết là trong khi cơ quan chức năng đang thi hành công vụ tại xã Đồng Tâm thì xảy ra đụng độ, và trong vụ này thì ông Kình bị tử vong. Và cơ quan nhà nước cho biết là ông Kình này là khi tử vong là trên tay còn cầm một cái trái lựu đạn. Thì chúng ta thấy là khi cái vụ án này xảy ra xong, có rất nhiều bài báo là lẫn nước ngoài lẫn thông tin là lên tiếng nói rất nhiều về chính quyền. Để Minh Tùng phân tích về ông Lê Đình Kình này xong, mình sẽ nhảy qua cái vụ ông Lê Tùng Vân cho mọi người hiểu cái gì cũng phải đi đi từng bước, mọi người sẽ dễ hiểu hơn. Mình sẽ phân tích từng bước cho mọi người hiểu. Đó, mọi người đừng hỏi vì sao mà ông Lê Tùng Vân này ông Lê Tùng Vân tại sao chính quyền địa phương mà tới nay chưa giải quyết, trong 2 năm nay cứ kéo dài hoài. Đây là tránh cái trường hợp mà để xảy ra một trường hợp thứ hai, vấn đề của ông Lê Đình Kình này ở miền Bắc, tránh trường hợp thứ hai là của ông Lê Tùng Vân. Thì chúng ta thấy á, là khi mà xử lý cái vấn đề ông Lê Đình Kình này á thì có ba người đứng sau ông Lê Đình Kình là bị tòa án thành phố Hà Nội tuyên án tử hình.
là tại vì khi mà lần cuối cùng mà giải quyết vấn đề mà thương lượng á, đó vấn đề mà cái giải quyết mình không theo dõi, mình chỉ biết sơ qua thôi, thì nhóm của ông này là làm lập một cái hố sâu rồi cho công an gài bẫy, công an té xuống đó. Khi công an té xuống đó thì nhóm này thì lấy cây thọc xuống rồi lấy lửa mà châm đốt ba công an khi giải quyết vấn đề này, thì ba người này thì bị tử hình. Ông Lê Đình Kình này thì bị bắn chết. Ở đây Minh Tùng có vấn đề nhạy cảm ở đây nha, Tùng nói thẳng câu là tôi nói thiệt, tôi nói Lê Tùng Vân này phản động mấy chục năm nay là tại vì Minh Tùng cũng được Lê Tùng Vân dạy cho phản động mà đó, cho nên mình không có cái vấn đề phải sợ hết. Thì ở đây á, khi mà cái vấn đề ông Lê Đình Kình á mà xảy ra như vậy á là gây chấn động cả nước Việt Nam đó, thì cái hàng trăm bài báo, hàng ngàn lượt bình luận trên internet đó, bình luận là với nội dung ngược lại thông tin mà truyền thông nhà nước Việt Nam đưa ra, nó kích động, trong đó có kích động chống đối nhà nước đó. Họ còn sáng tác nhạc vẽ chân dung rồi để hình đại diện của ông Kình để thể hiện sự ủng hộ ông Kình. Một số người còn kêu gọi là quốc tang 5 ngày cho ông Kình đó. Rồi qua đó nha, rồi một số tài khoản đứng ra nhận tiền đó, mà công an khi điều tra thì họ biết cái số tài khoản đó nhận tiền là để làm cái gì, biết làm gì mọi người, để hành vi là tài trợ khủng bố đó. Tức là họ một số tài khoản họ đứng ra họ nhận tiền, họ nói rằng là tiền phúng điếu cho ông Lê Đình Kình, nhưng mà thật ra tiền đó là tổ chức để hành vi là khủng bố đó, khủng bố đó. Rồi có những đợt quyên góp số tiền rất là lớn, chẳng hạn như là 20.000 đô đó, một đợt 38.000 đô từ 883 người, mà chưa biết là ông gia đình bên ông Kình này có nhận hay không, thì mình không thì thông tin chưa biết. Mà đây là những cái số tiền, những cái tài khoản mà nhận tiền để nhằm mục đích là kêu gọi hành vi khủng bố. Những ở đây là ông Kình này nè và một số đối tượng là lợi dụng cái vấn đề này là để nhận tài trợ từ nguồn nước ngoài, từ những người bất đồng chính kiến nhà nước Việt Nam và sự chỉ đạo của các tổ chức chống chính phủ Việt Nam như Việt Tân, chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời, triều Đại Việt, nhằm tạo tiếng vang đó. Thì mọi người thấy cái một vụ án Lê Đình Kình như vậy, nhưng mà rốt cuộc rồi sao cũng đi đâu vào đó thôi đó. Rồi từ từ dân chúng người ta cũng hiểu ra, tuy là thí dụ như chính quyền mình có một dân chúng cũng hiểu ra đó, là sao, là chính quyền Việt Nam mình xử lý việc nào ra việc đó rất là rõ ràng ha đó. Ở đây là người ta kết luận có một bộ phận đối tượng cơ hội tham gia đó, có một bộ phận đối tượng cơ hội tham gia lợi dụng vào việc đi khiếu kiện tố cáo đó, để làm cái gì, để huy động tiền đóng góp của một số đối tượng là nằm trong hội khủng bố Việt Tân á đó, hội hội như Minh Tùng nãy tuyên bố á, cuối cùng rồi muốn trục lợi nó gây sức ép cho chính quyền đó. Mà ở đây là đáng phê phán là ông Kình từng là một người là đảng viên nhưng mà suy nghĩ chưa có tới. Thì đó là chúng ta thấy là vấn đề của ông Lê Đình Kình lúc này á, vào những cái năm rồi, năm 2020 á, hầu như ai cũng biết hết, không ai biết. Rồi sao, rồi tất cả cũng đâu vào đó, giống như vấn đề của mẹ nấm đó, con mẹ nấm độc đó, rồi cũng lên báo, cũng la làng, cũng kêu chính quyền bức ép. Rồi rốt cuộc rồi chính những người mà chửi chính quyền Việt Nam, người ta thừa nhận là chính quyền Việt Nam xử lý con mẹ nấm độc là đúng với pháp luật Việt Nam đó. Rồi bây giờ ông Lê Đình Kình cũng vậy, bây giờ khi thời gian trôi qua, người ta ngồi người ta nghiệm lại, người ta cũng thấy rõ ràng là nhà nước Việt Nam xử lý ông Lê Đình Kình là đúng tội. Ngay cả ba cái đối tượng mà bị tử hình trong vụ án Lê Đình Kình cũng đứng trước tòa án xin tội, còn chối là tôi không biết gì hết, trình độ tôi thấp, tôi này tôi kia tôi không biết, là tôi xin lỗi, tôi ăn năn, tôi hối hận đó. Mọi người thấy không, thì bây giờ tới vụ án Lê Tùng Vân đó, thì vừa rồi chúng ta thấy là mới xong cái vụ án của ông Lê Tùng Vân đó, là cái vấn đề của ông Thắng bà Mai, thì có một số kênh lên đá động chính quyền, nó bắt đầu lên là xỉa xói chính quyền, và đặc biệt là có một hai bài Facebook lên chửi chính quyền. Thì ở đây mình có rất nhiều bài, ở đây mình còn chỉ đưa hai bài này lên cho cô chú anh chị và mọi người xem tham khảo. Thì những bài này đã được chuyển lên trên an ninh, thì đây là bài thứ nhất à, để chúng ta dẫn dắt cho cô chú thấy là Lê Tùng Vân này nè đó, cũng là ông như ông Lê Đình Kình đó,
cũng bắt đầu kêu gọi quyên góp từ thiện, kêu gọi hỗ trợ với mục đích là làm cái gì? Gây sức ép cho chính quyền trục lại đó, trục lại và gây sức ép cho chính quyền với ông Lê Đình Kình này thôi. Cho nên mình phải nói là nhà nước Việt Nam á, bây giờ cái vấn đề xử lý vụ án của 50 tên côn đồ á, xử lý rồi đó, mà bây giờ tụi nó tiếp tục lên mạng có những lời lẽ là chửi bới chính quyền nhà nước, thì chúng ta thấy là sao, có phải như ông Kình không? Mà miền Bắc ông Kình rồi, giờ tới miền Nam tới ông Lê Tùng Vân đó. Đây một bài viết, bài viết này là có cái nick tên là Nguyễn Phi Phi. Thì Nguyễn Phi Phi này thì theo điều tra sơ bộ thì anh này là ở ngoài Nha Trang, hiện giờ là đang đang bắt đầu Nha Trang nha. Hôm nay ngày 9 tháng 12 là ngày Thiện Nam dự phiên tòa, bà Châu Vinh Hóa đã cố ý xâm nhập gia cư bất pháp, Thiện Nam lấy miếng gạch vào mặt thầy Nhị Nguyên bị thương tích 13% đó, ảnh hưởng tinh thần cũng các nguồn, cùng các nguồn mưu sinh rất quan trọng, nhưng tòa án chưa xử tội người mà phe gây án đã biết trước mức án của bà Châu Văn Hóa là án treo. Có gì lạ đâu, ai ai bằng chứng nào nói rằng là bên phe ông Thắng biết án treo? Nè Phan Thiền Âm ơi, đừng buồn đừng lo lắng mà hãy vui khi tòa án tỉnh Long An đã xử kiểu lực tiền ha. Đây câu chữ nè, đã xử kiểu lực tiền đó, xử kiểu lực tiền đó, câu đó đó cô chú thấy ha. Hồi cộng đồng mạng hồi giờ có tảng nào mà xử phạm nhân đến đầu giờ chiều tới mốt đêm không hay xử hết giờ hành chính rồi sao xử tiếp, vậy mà tòa án lớn phúc thẩm xử án vụ ném gạch vô mặt xử tới 21 giờ, sau đó tòa án phúc thẩm chốt bị cáo 4 năm tù treo. Tù treo làm được gì để 4 năm đó, chứ đâu 4 năm tù treo đâu, người ta có 2 năm tù treo à đó, giết tào lao nè đó, cái tội tào lao giết 4 năm tù treo ở đâu mà 4 năm? Cái YouTube người ta muốn nói gì người ta nói, nó viết cái bài này lên ta 2 năm tù treo mà dám nói công an thử Long An 4 năm. Ôi cha mẹ ơi, tòa tỉnh Long An chưa kêu án bị cáo mà đám trên qua bu tiền tiền đều biết trước bị chịu trẻ tiền, bị cáo chỉ bị án treo mà án treo tới 4 năm treo tiền đó. Hoan hô vui mừng khi có một công an này và tổ chức ăn mừng đó, những tiền am buồn đừng lo lắng mãi vui khi tòa án tỉnh Long An đã xử án theo kiểu luật tiền đó, xử án theo kiểu luật tiền. Đây rồi thêm một bài viết thứ hai, đây bài viết thứ hai này mới mới là hay nè đó. Đây là bài viết của một Facebook Thanh Ly ha, hôm qua vụ 50 đánh phá côn đồ không được xử và lòng không được xử và lòng vòng kéo dài vì thắng phải bỏ tiền chạy án đó, bỏ tiền chạy án nè, một câu nè, cho đến ngày 9 a đã tướng an mới mở phiên tòa xuất thẩm, nhưng bọn tham quan đó, nghe chưa, bọn tham quan xử bị cáo mức án 4 năm tù treo, bọn tham quan xử án 4 năm tù treo đó, đây đây đó, cái này nè đó, Facebook này nè đó, thấy rõ chưa, các người muốn xử án kiểu nào cũng được miễn chính quyền leo lan kéo dài là Thiền Nam có điều kiện gửi lên cấp trên đó, bọn tham quan xử bị cáo mức án 4 năm tù treo đó, cô chú thấy không? Mà cái vấn đề quan trọng nữa nè, những từ ngữ nè, những bọn tham quan đã xử bị cáo, những bọn tham quan thì để coi những bọn tham quan này là ai. Và còn có một vài bình luận ở trong một số kênh YouTube như một kênh như của bà Lan hay là ai đó, nhà một số rồi lật đổ chế độ cộng sản nữa, đúng rồi, một số rồi một số bài, một số hình ảnh bình luận lật đổ chế độ cộng sản rồi này kia, là tất cả đều được chụp hình lại hết, lưu lại hết, không có sót một cái bình luận, một cái chi tiết nào hết. Thì bây giờ mình phân tích, cô chú thấy rõ ràng chưa, chỉ là một vụ cố ý gây thương tích thôi mà xử qua 3 lần tòa, và tòa cuối cùng là tòa Long An đã xử xong. Mà ở đây là chúng ta thấy là đã có những bài Facebook, đã có những kênh YouTube, đã có những bình luận là có cái hành vi là chửi bới xỉa xói chính quyền nhà nước tỉnh Long An. Mà ở đây là ai? Chính thằng Nhị Nguyên nó về nó viết một cái bài Facebook, Minh Tùng đã đưa lên cái YouTube ngày hôm qua đó, cũng đã có cái tiền có cái đá xéo công an tỉnh Long An. Thì như vậy thì đơn giản thôi, ông này là chúng ta thấy làm sao, đá xéo chính quyền, nói xấu chính quyền, vu khống chính quyền, thì chẳng khác nào là giống như là một cái vấn đề phản động rồi. Có rất nhiều bài, tại vì Minh Tùng không có đưa lên trên này hết được cô chú mọi người. Thì như vậy là vấn đề ông Lê Tùng Vân này để cho một gia đình dẫn dắt cho cả một cái xã hội náo loạn, cả một cái xã hội kêu bằng mất trật tự, để cho những cái kẻ mà kêu bằng cái tụi phản động
tụi hội Việt Tân, hội hội này hội kia lôi kéo những người dân vào để bình luận, để xỉa xói chính quyền, chửi bới chính quyền, vu khống chính quyền. Nó cho qua đây chúng ta thấy đó là Việt Nam mình đó, chính quyền Việt Nam mình là vẫn còn nhân đạo. Nhân đạo đây là nhân đạo cho phụ nữ và trẻ em, cho nên là vẫn còn những cái sự cân nhắc đó. Chứ nói thẳng ra làm thẳng tay công bố hết, đi cưỡng chế ADN hết, công bố hết tất cả mọi vấn đề là xong. Ông này bị bắt là mọi chuyện, ông này xử lý ông này xong là mọi chuyện rõ ràng. Cho nên chúng ta thấy đó, là chỉ một cái hộ thôi, một cái hộ gia đình ở tỉnh Long An thôi mà làm cho xã hội xáo xào lên, một làm cho xã hội mất trật tự, làm cho nhân dân quần chúng người này chửi người kia xỉa xói người nọ, rồi những bắt đầu để cho những kẻ phản động, những cái hội Việt Tân hội kia phản động trà trộn vào, giật dây lôi kéo để cho người nước ngoài chuyển tiền về cho những YouTube Việt Nam, cho những người Việt Nam nhận tiền để làm gì? Dẫn dắt dư luận, dẫn dắt chính quyền, xỉa xói chính quyền đó. Cho nên đó, bây giờ mình chỉ mong muốn là chính quyền nhanh nhanh chóng vào cuộc xử lý nhanh gọn lẹ vấn đề ông Lê Tùng Vân, không có để cái tình trạng như thế này. Nhưng mà nói thì nói, chúng ta phải thông cảm chính quyền, tại vì ngoài Bắc đó, chúng ta thấy là ông Lê Đình Kình là có cái hành vi rất là nguy hiểm, đã ảnh hưởng tới nhiều tính mạng của cán bộ công an làm việc. Cho nên đối với Lê Tùng Vân này, họ cũng phải cân nhắc rất là quan trọng, bởi vì chưa chắc gì Lê Tùng Vân này có thể làm như ông Lê Đình Kình. À, có chắc không? Ông này rất là nguy hiểm, rất là gian manh, rất là xảo trá. Bằng chứng là gần đây là nhiều kênh YouTube là lên tiếng thẳng luôn, là nhận tiền. À, ai mà bảo vệ Lê Tùng Vân, ai mà bảo vệ Lê Tùng Vân, ai mà binh vực ông Lê Tùng Vân, đó, ai ủng hộ Lê Tùng Vân thì sẽ được nhận được những món quà này, những món quà kia, nhận được những cái đồ này, những cái được đồ kia, họ công bố thẳng lên như vậy luôn. À, tiền nước ngoài thì kêu gọi hỗ trợ về. Chúng ta thấy ông một cái hộ gia đình thôi, mà ở ngoài Bắc cũng vậy, cũng một cái hộ gia đình thôi, dẫn dắt nó kêu gọi tiền nước ngoài về để làm gì, cũng một phần trục lợi trong đó, là một phần để gây áp lực cho chính quyền, rồi cuối cùng để xảy ra những vụ án mạng liên quan tới cả cơ quan chính quyền và người dân. Tuy là mình rất nóng lòng nhưng mà nhà nước cũng phải cân nhắc, bởi vì không biết là ông Lê Tùng Vân này có sẽ như ông Lê Đình Kình thứ hai xảy ra ở tại miền Nam mình hay không, tao có biết được. Tại vì con người ông Lê Tùng Vân rất là gian manh xảo trá, cha mẹ ông Lê Tùng Vân còn không thờ không cúng mà. Đó, những người nào vào tay Lê Tùng Vân là Lê Tùng Vân giam lỏng trong nhà, thử hỏi cái trò gì mà Lê Tùng Vân không dám làm. Cho nên là mình cần phải cân nhắc cái vấn đề này, nhưng mà đầu tiên là phải xử lý những cái vấn đề ở bên ngoài trước, đó là những người xuyên tạc chính quyền, vu khống chính quyền, chửi bới chính quyền, xỉa xói chính quyền. Đó, chỉ mới có một ngày thôi, mới cái xử án xong thôi mà người này người kia người nọ lên chửi chính quyền, lên chửi cái này nọ. Cho nên Minh Tùng mới nói là có hay không trong miền Nam sẽ có một ông Lê Đình Kình thứ hai, là ông Lê Tùng Vân, là các thành phần tổ chức phản động đó, những người mà lợi dụng những người cơ hội là họ luôn nhắm vào những vấn đề này nè, để đánh phá nước Việt Nam mình, đánh phá chính quyền Việt Nam mình, để làm gì? Đòi thành lập hai đảng, ba đảng, bốn đảng đó. Và vấn đề của Lê Tùng Vân này là có khi nào xảy ra thêm một ông Lê Đình Kình thứ hai trong miền Nam hay không? Mình nếu mà các tụi phản động á mà nói tới Thiền Nam á thì Minh Tùng chửi thẳng, giống như chửi con mẹ nấm á. Tôi nói thiệt, tôi ghét nhất là ở nước ngoài mà chỏ cái mỏ về Việt Nam, biết cái gì mà nói Lê Tùng Vân bị quan không bị quan á. Đây tôi không hiểu chính trị, tôi không hiểu chính trị, tôi chỉ hiểu một điều đơn giản thôi: anh xỉa xói chính quyền, anh chống đối chính quyền, anh chửi bới chính quyền, anh có những từ ngữ nhục mạ chính quyền thì tôi nói anh là phản động. Anh chống đối pháp luật, anh chống đối nhà nước, anh chống đối công an là anh phản động, tôi chỉ biết vậy thôi. Rồi, có bạn nói vụ Lê Tùng Vân và vụ Lê Đình Kình khác nhau. Đúng, vụ Lê Tùng Vân và vụ Lê Đình Kình khác nhau. Ở đây tôi không nói hai vụ này giống nhau, hai vụ này khác nhau, nhưng mà giống nhau ở một chỗ là người, là vụ Lê Đình Kình là người nước ngoài chuyển tiền về
kêu gọi và người ta phát hiện ra là cái tiền gửi về này là tổ chức khủng bố, rồi tiền gửi về là cũng có một phần chục lại, rồi những người mà lôi kéo chửi bới chính quyền, lôi kéo những người khác chính quyền cũng toàn là trong hội Việt Tân đó, toàn là những người chửi bới chính quyền thôi. Lê Tùng Vân này là nó khác là cái ông Lịnh Lê Đình Kình là vụ đất đai, còn Lê Tùng Vân này là vụ lộn lưng, vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản, vụ quan hệ bất chính, thì nó khác hai vụ đó, nhưng mà nó giống ở một chỗ, cũng là nhận tiền từ nước ngoài về đó, cũng liên quan, cũng là có một số người đứng bên ngoài đó, cũng có một số người đứng bên ngoài gọi là sao nhận tiền rồi kêu gọi những người khác binh vực Lê Tùng Vân đó, kêu gọi chống đối chính quyền, kêu gọi chửi bới chính quyền, thì hai ông này đều giống như nhau, đều có một cái tổ chức phản động đứng sau lưng. Cô chú chị và người hiểu rõ chứ, hai giống nhau là chỗ là có dính líu tới phản động, còn hai vụ án khác nhau, phải nói như vậy. Chính Đặng Hoàng Nguyên nó lên nói phản động nó đúng là tôi nghe mà, còn phản động nó đúng là nó đúng làm sao. Có một người nói với Minh Tùng như thế gì nè, nói thằng Hoàng Nguyên nói cái câu nói là phản động là nói đúng là tôi nghe, thì người nói cái người nói với Minh Tùng là thì phản động nhiều lúc nó cũng nói đúng. Ủa vậy là nếu mà nói câu đó là mình đang cổ vũ cho tụi phản động hay là sao? Mình chỉ biết là cái vụ án lên tình kình xong thì bắt đầu người này người kia vô chửi bới, người này người kia vô chửi, vô xỉa xói chính quyền, đầu vô móc họng chính quyền, vô rủa xả chính quyền, vô dẫn dắt dư luận đi sai mục đích. Thì bây giờ tới vụ Lê Tùng Vân này cũng vậy đó, xử án xong có những kênh YouTube, những bài viết Facebook, những bài bình luận bắt đầu xỉa xói chính quyền, chửi bới chính quyền, vu khống chính quyền, nói chính quyền Long An ăn tiền ông Thắng, nói chính quyền Long An xử lực bằng tiền, thì tôi thấy cũng giống như nhau thôi. Đã cơ quan nhà nước người ta xử lý rồi, có nhiều người dân người ta cũng đồng tình rồi, cũng đồng tình với vấn đề của tòa án Long An xử là hợp tình hợp lý, nhưng vẫn có một số người không đồng tình. Không đồng tình là cái chuyện của anh, nhưng mà anh lên anh xỉa xói chính quyền, anh chửi bới chính quyền, anh nói chính quyền ăn tiền, ăn chặn, xử lực, xử tiền này kia, thì hành vi đó là cái gì? Không phản động chứ là cái gì? Có một số kênh lên xỉa xói chính quyền xong, có một số người bình luận đòi lật đổ luôn cả chế độ này, thì lật đổ chế độ có phải là phản động không? Chế độ đang sống mình lòi đặt đổ có phải là phản động không? Tôi thấy chửi chính quyền, thấy chống đối công an tôi nói phản động chị đó, được không? Ai nhột kệ. Thì Minh Tùng chỉ chia sẻ ngắn gọn cái live của chuyện ngày hôm nay thôi, thì để cho cô chú mình có một cái suy nghĩ hơn, thông cảm hơn cho chính quyền khi họ hơi chậm trong vấn đề xử lý ông Lê Tùng Vân. Bởi vì đã có một ông ngoài Bắc rồi, như vậy rồi, dẫn dắt dư luận, dẫn dắt cái tổ chức phản động đi như vậy rồi. Hiện tại bây giờ ở trong miền Nam cũng có ông Lê Tùng Vân đó, thì cũng đã có nhiều bài viết, nhiều kênh YouTube, nhiều cái bình luận cũng đang xỉa xói chính quyền, cũng đang muốn chống đối chính quyền. Thì chúng ta cũng phải nên cẩn thận, đừng để cái trường hợp thứ hai như ông Lê Đình Kình ở miền Bắc xảy ra trong miền Nam đối với trường hợp của ông Lê Tùng Vân. Cho nên chúng ta phải cẩn thận, tại ông Lê Tùng Vân này có thể nói ác gấp 1000 lần ông Lê Đình Kình. Rồi cảm ơn tất cả các cô chú, anh chị và mọi người đó. Chúc cô chú, anh chị và mọi người một ngày cuối tuần vui vẻ.